Bây giờ sẽ là câu hỏi của khán giả Lê Huỳnh Du tại Vĩnh Long, có số điện thoại 0398 và 3 số cuối là 344. Khán giả có hỏi một câu hỏi liên quan tới chanh dây như sau. Cây chanh dây trồng được 4 tháng, hiện đã có bông, cây có hiện tượng héo lá, ngoài ra thì không có biểu hiện gì khác. Xin hỏi nguyên nhân cũng như là cách khắc phục tình trạng trên. Xin mời phần tư vấn của chuyên gia Đinh Văn Thành. Vâng, thưa anh Du và thưa bà con, là cái hiện tượng mà héo lá ở trên cây chanh dây cũng là cái triệu chứng rất điển hình của cái cây đã bị bệnh do nấm gây hại. Và khi mà đã nấm nó đã xâm nhập vào các cái mạch dẫn của cái cây chanh dây thì nó làm tắc các cái mạch dẫn, và vào cái thời gian ban ngày ấy, là không, do là không dẫn được nước lên, và quá trình đốt nóng của mặt trời nó vẫn còn, nó đòi hỏi cái nước làm mát cái bề mặt lá. Khi mà bị đốt nóng, mặt trời đốt nóng cái bề mặt lá thì không có nước làm mát khi mà được vận chuyển nước từ dưới lên, do nó tắc mạch cho nên là nó bị héo. Đấy là cái triệu chứng mà cây đã bị nấm xâm nhập vào các mạch dẫn, làm tắc các cái mạch dẫn. Đấy, cho nên là còn ban đêm mà không có, do không có ánh sáng mặt trời, không có ánh nắng mặt trời, cho nên là nó không bị đốt nóng thì nó không có cái không 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 cái cái cân bằng nước nó không bị phá vỡ thì nó lại tươi trở lại. Nên bà con cứ thấy là ban ngày thì nó lại héo, ban đêm có khi nó lại tươi lại. Thì đấy là cái nguyên nhân chính, là vẫn là cái cây bị bệnh mà các cái nấm bệnh nó đã xâm nhập vào mạch dẫn và nó làm tắc các mạch dẫn. Cho nên ban ngày thì bị phá vỡ cân bằng nước, ban đêm thì lại không bị, do là không có ánh sáng mặt trời, cho nên là đêm thì nó lại tươi, ngày nó lại héo. Đấy là do là cái chuyện như vậy. Cho nên để mà khắc phục cái đỡ cho cái bệnh nấm trên cây chanh dây thì bà con lưu ý cho chúng tôi mấy cái việc như thế này. Một là trước khi trồng chanh dây, bà con nên khử đất cho sạch sẽ, và cái khử đấy cũng là gồm có là phơi ải trong 2-3 tuần, cây bừa đào lên 2-3 lần trong cái 2-3 tuần đó. Thứ hai là dùng vôi bột, vì nhiều khi là bị bệnh nhưng mà trong cái điều kiện mà pH nó quá thấp thì bệnh nó lại càng nặng, cho nên là thêm khử vôi bột cái lớp đất mặt trước khi dùng, trước khi trồng thì nó sẽ làm tăng cái pH của đất lên và nó sẽ đỡ bị bệnh cho cây rất là nhiều đấy. Cho nên bà con phải lưu ý cái những các cái biện pháp ấy, nghe thì có vẻ đơn giản nhưng mà chính nó lại phòng bệnh rất là tốt cho cây. Và đặc biệt là rất nhiều nông hộ trong cái trường hợp không làm tốt những cái khâu kỹ thuật như vậy, cho nên là bỏ tiền ra đầu tư rất là nhiều nhưng mà chanh dây chết hàng loạt. Đấy là nguyên nhân là như vậy. Cho nên bà con đừng coi nhẹ những cái khâu kỹ thuật ngay từ trước khi trồng cái chanh dây. Đấy, và khi mà đã có rồi thì cố gắng là bà con phát hiện sớm. Khi cây nó chỉ cần là nó đang tươi tốt, đang mơn mởn lên nhanh, lên khỏe như thế mà tự nhiên thấy nó chững lại thôi là có vấn đề. Đấy, phải kiểm tra ngay dưới gốc làm sao, dễ làm sao. Đấy, thì sẽ phát hiện sớm được, mà phát hiện sớm được thì chúng ta mới dùng thuốc được. Và thuốc thì ở các cái triệu chứng của cái bệnh này thì bà con nên dùng các cái loại thuốc như thế này: mancozeb cộng metalaxin, phosphorus acid, fosetin aluminium hoặc là chlorothalonil. Đấy, thế và nếu mà tốt nữa thì dùng thêm có thể các cái thuốc gốc đồng cũng vẫn được trong cái trường hợp này. Và cái quan trọng là phát hiện sớm để phun trừ ít nhất là 2 lần, cách nhau là 7 ngày. Đấy thì cái triệu chứng nó sẽ được giảm nhẹ đi rất là nhiều. Vâng. Tiếp theo sẽ là một câu hỏi liên quan tới bệnh trên cây sen, đến từ khán giả Lê Thị Nhã tại Hải Dương, có số điện thoại là 0982, 3 số cuối 869. Khán giả có hỏi như sau. Ao sen trồng đã lâu, 2 năm nay sen có hiện tượng thối ngó, thối lá, thối thân, thối xuống tận củ. Xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục ra sao? Xin mời phần tư vấn của chuyên gia Đinh Văn Thành. Vâng, thưa chị Nhã và thưa bà con. Đối với cây sen thì cái hiện tượng mà trồng ở trên cái đầm mà lâu năm thì thông thường bà con là không có xử lý được, bà con không có thói quen xử lý, cho nên là cứ lưu cữu như thế, cứ để lưu cữu như thế cho đến sang năm lại tự nhiên mọc lên.
Đấy, thế chỉ cái tác động của chúng ta là không 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 có nhiều. Cho nên là nhiều khi bệnh nó cũng lưu cữu ở trong những cái ao lâu năm như vậy, ở trong bùn, ở trong dưới cái ao như vậy. Cho nên là bây giờ đã đang là cái mùa mà cây sen nó đang lên rồi, nhưng mà nó vẫn có cái triệu chứng đấy, thì chúng ta cần làm như thế này. Một là tháo bớt nước đi. Sau đó thì chúng ta có thể, riêng những cái cây mà bị bệnh thối thì chúng ta có thể dùng các cái thuốc này để mà chúng ta phun ngay. Một là mancozeb cộng metalaxin, thứ hai là phosphorus acid, thứ ba là fosetin aluminium, thứ tư là chlorothalonin. Lúc này thì chúng ta cần phun thuốc, nhưng đến chừng nào mà hết mùa thì chúng ta cũng tháo hết nước đi. Sau đó là chúng ta rắc vôi bột và chúng ta đảo cái bùn ở trên mặt đấy. Đấy, xong để giữ khô như thế trong khoảng độ 2 tuần. Kết hợp với cái chuyện là đảo cái vôi như thế thì nó sẽ là cái quá trình mà chúng ta trừ bớt cái nấm đi. Thứ hai nữa, sau khi khử vôi khoảng độ 2 tuần rồi thì chúng ta bắt đầu bón thêm một chút phân chuồng. Và quan trọng nhất là phải ủ trộn với nấm Trichoderma để nó xuống dưới bùn. Nó bắt đầu là cái nấm Trichoderma đấy nó mới trừ bớt những cái nấm bệnh ở trong bùn. Và cái đấy chỉ có làm sau khi hết mùa sen, tháo cạn đi rồi cho nó hơi sệt bùn rồi, lúc ấy chúng ta mới bắt đầu giải vôi và đảo cái lớp bùn ở trên mặt đi. Đấy, sau 2 tuần khử vôi bằng những cái phương pháp như vậy thì chúng ta bắt đầu là đưa cái nấm Trichoderma xuống. Thì sang năm cái bùn ao, cái ao, cái môi trường của cây sen nó sẽ thuận lợi hơn rất nhiều cho cây sen, nó sẽ đỡ bệnh hơn rất nhiều. Thế còn bây giờ thì đang là mùa sen, chúng ta chưa có thể làm được, thì chúng ta hẳn dùng cái thuốc chúng ta phun với những cái cây mà có cái triệu chứng thối, thì có thể dùng thêm cả cái thuốc gốc đồng nữa để nó chữa cái triệu chứng thối cho cái những cái khóm sen mà có bị hại như thế. Thế còn thì khi mà cuối năm này chúng ta mới làm cái chuyện khử vôi và cái bổ sung cái nấm Trichoderma như tôi nói. Vâng. Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia với phần tư vấn vừa rồi. Cũng liên quan tới cây sen, thưa quý vị, mới đây thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế. Những năm qua thì Hội Nông dân của huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện chuyển đổi đất trồng lúa kém năng suất để chuyển sang trồng sen kết hợp với nuôi cá. Đây được coi là hướng đi bền vững nhằm nâng cao thu nhập và tạo sinh kế cho người nông dân. Phóng sự ngay sau đây sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Chưa đến mùa thu hoạch, nhưng nhiều hộ trồng sen ở xã vùng ven biển Vĩnh Thanh đã tỏ ra phấn khởi vì cây sen năm nay phát triển khá tốt, ít dịch bệnh, hứa hẹn một mùa sen được mùa. Ông Phan Bán Ly có gần 2,5 hectare diện tích trước đây sản xuất lúa. Vụ nào năng suất cũng rất thấp, thu hoạch gặp không ít khó khăn do chân ruộng sâu trũng. Từ khi chuyển đổi sang trồng sen năm 2019 đến nay, ước tính sản lượng đạt gần 2 tấn hạt, 70 tấn củ, trừ mọi chi phí cho thu nhập đạt từ 350 đến 400 triệu đồng một năm. Sau khi gia đình chúng tôi chuyển đổi từ đất trồng lúa qua trồng sen, gia đình chúng tôi đã làm được 6 năm nay, thì với thu nhập 10 năm là 2 tấn hạt, 70 tấn củ, thì với là số tiền thu nhập thì được là 400 triệu đồng, thì gia đình chúng tôi cảm thấy là rất là phấn khởi. Những năm qua, Hội Nông dân huyện Phú Vang cùng chính quyền địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con nông dân tận dụng lợi thế khai thác triệt để tiềm năng đất đai, nhất là chuyển đổi những vùng thấp trũng sang canh tác các loại cây trồng phù hợp, trong đó có trồng sen Huế. Hiện nay là một cái sen là nó vướng vào cái bệnh thảm thân, thì hiện nay đã phối hợp với trung tâm khuyến nông lâm ngư của huyện, thì có cán bộ kỹ thuật để cái chuyển giao cái kỹ thuật. Tức là năm vừa rồi á, là cái bệnh thảm thân rất nhiều, nhưng mà đến nay đã khắc phục đến 70-80%. Cái giải pháp thứ hai á, yêu cầu là đề xuất với bà con á, là nên tiếp cận cái thương hiệu sen Huế
mà thông qua cái tân hội. Và cái giải pháp thứ ba là tăng cường đầu tư vay vốn cho hộ nông dân. Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua, Hội Nông dân huyện Phú Vang đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành chính quyền địa phương, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nhằm thích ứng với điều kiện sản xuất nông nghiệp. Trong đó tập trung chuyển đổi hàng chục hecta diện tích đất trồng lúa năng suất thấp sang trồng sen kết hợp với nuôi cá. Từ cái mô hình cây sen của Vĩnh Thanh, thì mở rộng được cái xã Vĩnh An. Xã Vĩnh An là hiện nay có 10 hecta, rồi là xã Phú Diên. Phú Diên thì khoảng 3 hecta, rồi tổng diện tích sen của toàn huyện là khoảng 60 hecta. Thì đến nay đang mở rộng một số nơi của xã Phú Gia. Để hỗ trợ bà con chuyển đổi hiệu quả, địa phương cũng đã thành lập các câu lạc bộ những người trồng sen để giúp các hộ viên nông dân có điều kiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về kỹ thuật trồng và phòng trừ sâu bệnh cho cây sen, nâng cao hiệu quả kinh tế, nâng cao giá trị cho sản phẩm chế biến từ cây sen.